ở Dubai, cái Bắc Kinh lậu như vậy đó mà. Rồi mà đậu xe miễn phí á, ta bảo đậu đây mà đậu xe miễn phí rồi đâu có mình đi metro chơi. Rồi cách Maribai khoảng có mấy cái số à, đậu đây xong cái đi một trạm metro tới Maribai đi chơi. Quý vị thấy không, cắt một cái parking như thế này, to như thế này nè, đẹp như thế này, khang trang này, mà để cho người ta đậu free. À, rồi cái metro công nhận lần đầu tiên nha, mình đi metro nhiều rồi, mình thấy cái metro này công nhận đẹp sang, cái gì mới cũng là đẹp sang hết trơn á, sang thiệt. Giá đi unlimited 11 ngày là 24 dam, là bán 6 đồng rưỡi euro đi nguyên ngày đó. Rồi cộng thêm họ cắt cái bãi đậu xe miễn phí đây. Trời ơi, còn cái gì mà cái view này đẹp không bà con. May mắn là mình không bị phạt nha bà con. Trên chiếc metro này á, cái toa đầu tiên á, là chỉ dành đặc biệt cho phái nữ mà thôi. Người đàn ông, phái nam không được vào trong cái toa này. Mình không biết. Thành ra mình cứ vô đó, mà cũng may mắn là mình chỉ đi ngắn á. Nếu mà đi dài mà gặp mà những người kiểm soát này gọi là mình sẽ bị phạt đó bà con. Ờ, như một bữa đó mình đi đây rồi thì phải hả? Ừ. Bố mình đậu xe đi nè. Mình tính đi tàu mà chắc không có thời gian để đi à. Bố đậu xe đâu đây nè? Đúng không? Đây, có cái gì đây? Yacht rental. Power. Còn đây 210 là 4 mấy đồng nè. Tụi mình hai vợ chồng có dự định thuê một chiếc du thuyền, một chiếc yacht dài khoảng 17 mét vậy đó, thì 2 tiếng chạy ra ngoài biển chơi. Nhưng mà rất tiếc thì hôm đó trời gió nhiều quá, gió dữ lắm. Thành ra rồi những chiếc tàu này không có được phép ra khơi.
chạy ra ngoài. Nếu mà có muốn đi á, thì họ sẽ chạy trong vòng vòng trong cái con những con kinh đào trong đây, mình không có thích. Thôi thì hẹn khi khác vậy. Đâu, nó đuôi nữa đó. Chơi không? Thôi, anh đi đi. Chán bỏ sự của bà này. Vô duyên, anh chơi đi, em ở đây anh chờ. Rồi sắp sửa ra tới bờ biển. Vì hiện nay mới chỉ là tháng 2, vẫn còn mùa đông. Đối với bọn mình thì nó không có lạnh, nhưng mà đối với những người du lịch khác thì vẫn thấy lạnh. Và đối với những người ở Dubai thì họ vẫn thấy lạnh, bởi vì những cái bãi biển này hiện nay chưa có khách du lịch đến nhiều. Ôi, cái làm đẹp ha, view đẹp ha. View đẹp. Vài tháng sau á, vài tháng sau đâu vừa bắt đầu khách du lịch đến đông á. Ice cream trời ơi, có bán cà lem mà mặc đồ kìa, ớn không? Làm như là ship vậy, không bằng vậy đó, bán cà lem đó. Chung với mặc dù bằng kiến đen.
đứng đó đợi anh em. Cái Mall of the Emirates này là diện tích nó khoảng là 223.000 m², còn cái Dubai Mall đó thì lớn hơn, cái diện tích là khoảng 350.000 m². Khách sạn ở, đặt khách sạn thì ở rồi, nhưng mà nó nói giá 5.000 trả nó 1.000, nó không chịu ở, tao không cho ở thôi. Nó bán đồ phải cho trả giá, khách sạn mà mở ra không cho trả giá, 5.000 trả 1.000 không chịu. Cỏ ở đây nhá, bà con thấy không, cỏ ở đây nhìn cũng lá dứa vậy đó. Hay là lá dứa, không biết là ta trồng lá dứa làm kiểng á. Đường không có cát nha. Đường không thấy cát nha. Cái này gió quá gió. Cát cái đây mình đi không biết giống như xi măng vậy, nó không lúng vỏ, đi không lúng giống như xi măng vậy. Trời ơi, đây bãi biển nhiều, nó chơi nước sống kìa, thương không.